Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng thành công, nhất là khi nhận được sự đồng thuận ủng hộ từ phía nhân dân. Tại huyện Bình Xuyên có rất nhiều các dự án, nhất là các dự án các khu công nghiệp, dự án tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng đã và đang được triển khai tích cực và nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất lớn từ đại đa số nhân dân. Trên địa bàn huyện Bình Xuyên hiện được quy hoạch 6 khu công nghiệp, bao gồm khu công nghiệp Bình Xuyên, khu công nghiệp Bình Xuyên 2, khu công nghiệp Bá Thiện, khu công nghiệp Bá Thiện 2, khu công nghiệp Sơn Lôi và khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, với tổng diện tích gần 1.000 hectare. Tất cả 6 khu công nghiệp đều đã được giải phóng mặt bằng và bàn giao đúng tiến độ diện tích đất cho nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều khu công nghiệp trên địa bàn huyện đã có các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh như khu công nghiệp Bình Xuyên, khu công nghiệp Bình Xuyên 2, khu công nghiệp Bá Thiện với tỷ lệ lấp đầy cao. Điều đáng nói nhất là khi giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp này, huyện Bình Xuyên đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía người dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến cũng như nhiều hộ dân ở thôn Hàm Rồng, xã Tam Hợp đã định cư tại đây từ hàng chục năm nay. Ruộng đồng của các gia đình liền thôn, sát nhà, chỉ cách một con đường nhỏ, rất thuận tiện trong việc đồng áng sản xuất, thu hoạch. Nhưng khi nhận được thông báo chủ trương của huyện về việc nhường đất xây dựng khu công nghiệp, ông cũng như nhiều hộ dân trong thôn đã vui vẻ nhận tiền đền bù và sẵn sàng đến nơi ở mới. Bây giờ tâm lý bà con là cũng không muốn đến nơi ở mới, nhưng vì chính sách của Đảng, Nhà nước dành đất cho khu công nghiệp thì nói chung đại đa số nhân dân vẫn hưởng ứng và vẫn nghe theo tiếng gọi của Đảng. Tức là chấp nhận đến nơi ở mới thì nó còn, thứ nhất nó bước đầu còn bỡ ngỡ, như sau sẽ cuộc sống ổn định, dần, và cũng tất cả là vì tương lai con em chúng ta, cho nên nhân dân cũng đồng tình hưởng ứng. Không chỉ một dự án mà cả 6 dự án xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn huyện đều nhận được sự đồng thuận ủng hộ của người dân, và không có một dự án nào không thể triển khai được vì chậm giải phóng mặt bằng. Điển hình nhất là công tác giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản làm chủ đầu tư. Trong vòng 4 tháng, kể từ khi tập đoàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao giấy phép đầu tư, huyện Bình Xuyên đã giải phóng được gần 50% diện tích và hiện nay đang tiếp tục được triển khai với những dấu hiệu tích cực. Thôn Vĩnh Phượng, xã Thiện Kế là một trong những khu dân cư có diện tích đất cần giải phóng mặt bằng lớn nhất của dự án. Thôn hiện có trên 100 hộ gia đình đang sinh sống. Tất cả đều đã nhận tiền đền bù và sẵn sàng di chuyển đến ở khu tái định cư do huyện bố trí. Toàn bộ khu vực này là với đất nông nghiệp và 7 hộ thôn Hàm Rồng thuộc xã Tam Hợp nằm trong phạm vi quy hoạch của khu công nghiệp Thăng Long Phúc. Riêng về phần đất nông nghiệp, toàn bộ khu vực này là đã nhân dân đã đồng tình ủng hộ thực hiện dự án, và các hộ đã 100% các hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Kể cả là mùa mả vào, hiện nay chúng tôi đã di chuyển được hầu như 98% về mùa mả đến ở nơi mở mới. Có một điều ít thấy ở dự án giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc so với một số dự án khác là hầu như người dân ở đây không phát triển thêm các công trình cơi nới nhà cửa, sân, cổng, tường rào nhằm ứng chênh lệch trong quá trình đền bù. Điều này cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng dự án. Theo nhận định của huyện Bình Xuyên, nếu người dân tiếp tục ủng hộ như hiện nay, rất có khả năng sẽ bàn giao được mặt bằng sạch dự án cho chủ đầu tư trước kế hoạch đề ra. Tại buổi kiểm tra, làm việc mới đây về việc thực hiện giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã ghi nhận và biểu dương tinh thần và cuộc quyết liệt của huyện Bình Xuyên. Đồng chí nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà sau này. Dự án được thực hiện bởi nhà đầu tư có uy tín đến từ Nhật Bản và đã được khẳng định thành công tại một số khu công nghiệp trên địa bàn cả nước. Dự án được triển khai sớm sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh, nhất là các doanh nghiệp phụ trợ phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Chúng ta làm cái việc này là vì chúng ta phát triển chung tỉnh, và cũng xác định rằng nếu như tập đoàn Sumitomo đầu tư vào theo đúng cam kết có hiệu quả thì cũng giúp cho Vĩnh Phúc phát triển và giải quyết công an việc làm cho rất nhiều người. Do vậy là với cái tính chất và như vậy, cho nên tôi đề nghị là trong cái buổi làm việc hôm nay thì đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi huyện Bình Xuyên và các sở ngành, các đồng chí tập trung tháo gỡ một số khó khăn như sau. Trước hết, Ủy ban Nhân dân tỉnh thì phân công đồng chí Nguyễn Văn Trúc là phó chủ tịch trực tiếp phụ trách chỉ đạo cái tiến độ triển khai thực hiện dự án này. Nên tôi đề nghị là đồng chí Trúc thường xuyên họp với các sở ngành có liên quan
và chúng ta các sở ngành cũng phải trên tinh thần là cái dự án này các đồng chí biết rồi, làm gì, thời gian như thế nào, lộ trình kế hoạch như thế nào, từng sở có chức năng nhiệm vụ liên quan đến dự án như thế nào, thì các đồng chí phải tưởng tượng ra cái công việc để chúng ta có thể đi bắt đón đầu được, chứ không chờ cái nọ rồi mới phê duyệt cái kia đấy, chờ cái nọ xong rồi mới sang cái kia, mà hai cái đó không cần phải chờ nhau, thì chúng ta có thể là chủ động trong cái công việc. Tôi đề nghị như thế. Cái thứ hai nữa là phải trực tiếp thường xuyên để tháo gỡ những cái khó khăn khi đi kiểm tra thực tế. Cũng ngay tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh cần phải tập trung ưu tiên thực hiện dự án, triển khai ngay các công việc cần thiết để có được kết quả giải phóng mặt bằng tốt nhất, phối hợp với chủ đầu tư là tập đoàn Sumitomo đẩy nhanh lộ trình thực hiện dự án, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Vấn đề khó khăn nhất đối với huyện Bình Xuyên trong khâu giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, đó là công việc triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Huyện đã được chọn vị trí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nhường đất cho dự án và nhân dân cũng đã nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, nếu thực hiện xây dựng khu tái định cư theo lộ trình quy định thì thời gian khá là dài. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần phải có chính sách ưu tiên đặc thù cho huyện Bình Xuyên triển khai thực hiện khu tái định cư. Cái khó khăn nhất hiện nay bây giờ là xây dựng cơ sở hạ tầng hai khu tái định cư và cả khu vực nghĩa trang nhân dân. Vì hiện nay là khu vực nghĩa trang đã nhận tiền bồi thường, hai khu tái định cư đã nhận tiền bồi thường, nhưng việc xây dựng cơ sở tầng theo cái luật xây dựng và các cơ chế chính khác chính sách là nó kéo dài, cho nên dẫn đến cái việc hiện nay là chưa xây dựng được cơ sở tầng, người dân người ta vẫn chưa rõ là cái việc mình xây dựng với quy mô nó ra sao, cho nên là cái việc ví dụ hôm nay chúng tôi đi họp dân thì người ta đề nghị là ủng hộ hết, nhưng mà cái khu tái định cư là phải xây dựng để người ta hiểu, người ta biết được quy mô xây dựng và cái phương thức thực hiện như thế nào, thì cái đấy thì là cái khó khăn nhất bây giờ là hiện nay là cái hai khu tái định cư chưa xây dựng được cơ sở tầng. Đề nghị các cấp các ngành từ tỉnh trở lên cần có một cái cơ chế đặc thù cho dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc về vấn đề cơ chế xây dựng, rút ngắn thời gian càng sớm càng tốt để cho nhân dân người ta đồng tình ủng hộ. Nếu như khu tái định cư cho nhân dân sớm được thực hiện, thì nút thắt trong khâu giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc sẽ được tháo gỡ. Người dân sở tại cũng đang mong chờ khu công nghiệp đi vào hoạt động để con em họ có cơ hội tìm kiếm việc làm và phát triển nhiều loại hình dịch vụ sau tường rào khu công nghiệp. Công nghiệp về thì con em có công ăn việc làm và dịch vụ ăn theo, cũng như chúng tôi là già yếu rồi thì bây giờ ruộng đồng thứ nhất là bây giờ làm ăn nó khó khăn. Cái thứ hai là bây giờ nhà nước cũng đền bù cũng thỏa đáng. Thì cái tiền đấy thì thứ nhất như tuổi già chúng tôi là cũng có cái tiền để dành. Cái thứ hai là trong cuộc sống thì con cái nó cũng có cái để đảm bảo cái cuộc sống, đầu tư cho con cái làm ăn sau này cũng như là xây nhà xây cửa nó chắc chắn hơn. Vấn đề còn lại ở đây là cơ chế chính sách phù hợp. Cụ thể ở đây là quy trình thủ tục đầu tư xây dựng. Doanh nghiệp chờ mặt bằng, nhân dân chờ nơi ở mới, các cấp các ngành chức năng đã sẵn sàng. Liệu ý đảng lòng dân và doanh nghiệp có thể đồng hành vì mục đích chung là sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp?